nhà thấy gì không cả nhà? Thì chúng đang chạy xe về tới đây cái đây nè, nó cả nhà. Đó, đứng trong cái ấy bình đằng nó đập rồi cả nhà, thấy lên bụi luôn đó không? Rồi bây giờ lại tới đây thì chúng chưa kịp ráp máy nữa, bây giờ là thì chúng lấy cái điện thoại thì chúng quay lại cho cả nhà mình xem nè, coi kìa. Không biết nó làm cái gì mà đứng đó nãy giờ, đi chung tới đây đi chung thắng lại nó đứng nó đập đập nó dầm dầm nó ngoắc ngoắc cái gì á, mọi người nhà thấy không? Cái gì đâu mà xuất hiện đâu ra, hiện hình đâu ra ngay giữa đường rồi tính làm gì đây, ngoắc cái gì? Rồi đập cái đó thì quắt tôi lại đó, đừng làm gì, đừng tính đập tôi cái gì. Thôi cả nhà, bây giờ chắc có lẽ là để Lê Trung sẽ tắt xe rồi Lê Trung thục lợi xíu để Lê Trung ráp máy cái rồi Lê Trung sẽ đi Đà Nẵng coi nó muốn gì nha nha. Cả nhà đợi Lê Trung xíu nha. Rồi xin chào cả nhà nha. Đầu video thì Lê Trung kính chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha cả nhà. Đó, như lúc nãy thì Lê Trung có chia sẻ một đoạn video đó ở lúc Lê Trung đang chạy xe đó cả nhà. Bây giờ thì Lê Trung cũng đã ráp máy xong rồi, hiện giờ nó đang đứng ở đằng á. Bây giờ để Lê Trung đi lại coi nó muốn cái gì mà nó ngoắc ngoắc mình nó đập đây. Kìa, nó đứng nha. Lê Trung đặt cái máy xuống để đi đặng nó đập bể cái máy. Làm gì đây? Làm gì chặn đường tôi đây? Ê! Gì? Mày. Cái gì? Mày đâu hả? Tôi đi ngang đây đi công chuyện. Có gì không? Công chuyện hả? Ừ. Tôi có đem đồ ăn mày? Có gì hả? Ôi, có hả? Ừ. Trời ơi! Đổi quá mày ơi! Trong cái chỗ này không có gì ăn hết trơn. Ôi, trong đây không có ai cúng kiến gì hết trơn. Tôi thấy mày đi ngang rồi tôi mừng quá. Tôi đập như tôi ra hiệu ra dấu rồi cho mày nhìn lại coi có gì không cho tôi miếng ăn cho tôi đói quá rồi. Ủa là xin ăn xin kiểu vậy đó hả? Ừ. Rồi xin vậy rồi ai dám cho ông ăn không nội? Chứ trời ơi tao gặp mày tao mừng tao phải làm vậy chứ. Tôi đói quá rồi mày có gì không cho tao ăn đi. Thiệt xin ăn không mà cầm cây gì thế ghê vậy? Trời ơi để tao đập suy nè tao giục nè tao xin ăn thiệt. Tôi đói quá rồi. Rồi hôm nay xin kiểu này mấy lần rồi? Rồi hôm nay tao kêu biết nhiều người rồi mà có ai đâu cho tao ăn, tao thấy tao chạy mất tích luôn. Chứ ông xuất hiện ra ông đập cái kiểu đó, ông cầm cây ông hụ kiểu đó ai dám cho? Tao có hại gì ai đâu, tao chỉ xin ăn thôi chứ tao đâu có hại. Với tao mà hại là tao hớp hồn ngộ hết rồi chứ dễ gì mà tao tha. Bữa nay tao xin ăn thôi, tao đói bụng quá, trong cái chỗ này vậy là có đâu có ai mà cúng kiến gì đâu. Giữa đường giữa bãi trong rừng trong rú vậy rồi ai đâu mà thấy hiện ra là ta sợ là muốn mặt xanh nó lên rồi có đâu mà cúng cho ông. Xin ăn thì xin ăn cái kiểu như ông xin kiểu giang hồ ông ai dám cúng ông nội. Thì bởi vậy tao xin vậy đó, kiểu cách nó vậy đó mà. Rồi trú ngụ ở đâu lang thang ở đây? Hả? Rồi trú ngụ ở đâu lang thang ở đây? Tao hả? Tao ở ngoài kia kìa. Tôi đi vô đây tôi đi kiếm đồ ăn nè rồi không có rồi tao mới đứng đây sao tự nhiên tao thấy mày có cái ánh đèn đó chạy tới rồi tao mới đi lấy cây tao đập thì tao ra giấu rồi cho mày dừng lại thôi rồi tao mới xin coi mày có cái gì không cho tao một miếng tao ăn lót dạ cũng được nữa, quá đói rồi. Bây giờ tôi thì tôi không có còn nhiều đồ ăn tại vì nãy giờ tôi đi vô trong kia rồi tôi mới đi về đây tới đây rồi cũng không còn đồ ăn nhiều chứ còn có trái cây không à, cây được không hả? Ừ cũng ngon chứ hả, còn đâu được 4-5 trái cây gì nè ăn đỡ được không? Ừ được vậy cho tao ăn đi cho tao ăn đi. Ừ thiệt xin ăn không hay là đừng có dụ tôi đừng quánh tôi ngay chạy. Trời ơi tao quánh mày tao giục cái cây rồi đó mày tao quánh mày đâu mà quánh. Rồi bây giờ tôi bày ra ngay giữa đường này tôi cúng luôn chứ giờ đây chỗ đâu mà ấy. Ừ không biết có xe tao đi qua không nữa, có xe tao đi qua ẩn vô nghe. Ừ. Đừng hù tôi ngay chạy. Thì mày ấy thì mày mà cho tao ăn đi, tao đói quá rồi. Đói mà xin cái kiểu như ông rồi ai dám cho. Ủa,
tôi đi kiếm bên này mấy ngày luôn rồi không có gì ăn hết trơn mày ơi. Ủa đói dữ lắm rồi hả? Đói rồi. Đói mà. Mấy tháng này biết sao mà không có ai cũng kiếm gì hết trơn. Nhưng mà mấy tháng trước thì người dân người ta còn cúng lai gai. Cúng lai gai là ở đây người ta cúng gì cũng thần nông rồi đó hả? Cúng ruộng rồi đó chứ đây có ai cúng gì đâu. Ở trong đây thì người ta nhờ cái cúng ruộng đó. Rồi lại rồi lấy ăn. Chứ sao nữa. Lại mà mấy ông thần nó ăn hết rồi đó. Nó vô ké được miếng gì giờ đỡ miếng gì. Ủa nó còn nhớ còn trái cây mà đâu mà không tiêu hết người tại. Chiều có cơm rồi nữa, chiều tôi đi ngang đây sao không chiều không xuất hiện ra, chiều đi có cơm rồi. Hay là mới lại hả? Mới lại đây nè, chiều tôi đi hướng khác mà không có rồi tao mới đi hướng qua đây nè. Ừ. Chiều tôi cũng chạy ngang đây đâu thấy đâu mà. Tới hồi lúc chạy về sao mà đâu xuất hiện ra đây rồi chặn xe tôi nữa chứ rồi bộ không sợ thì chặn xe người ta vậy rồi gây tai nạn lỡ gây tai nạn người ta rồi nghiệp quả nó tăng cao rồi không đi đầu thai chuyển kiếp được rồi, không sợ hả? Thị đội quá rồi không có cái gì ăn đó, rồi mới làm liều vậy thôi. Ừ. Rồi bây giờ ấy đi thì tôi còn được mới trái cây nè để tôi cúng cho trái cây cho ăn rồi. Thôi tôi vô hỏi thăm xíu chuyện được không? Chứ cho ăn đi rồi tha hồ mà hỏi. Ừ. Ở đây rồi bao nhiêu dông? Có mình ông hả? Còn dông nào nữa không? Rủ ra ăn luôn đi. Mình tao à. Chứ đâu có ai nữa đâu. Rồi ông trú ngụ, ông nói trú ngụ dưới kia là ông trú ngụ ở đâu? Dưới đó có nhà quan hay có rừng nghĩa địa gì không? Dưới đó có cái nhà quan mà nó nhỏ xíu hả? Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho cái vong linh này để giúp cho vong này được nô lòng ấm dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đó bây giờ tôi cúng bái các vị thần linh ở đây rồi đó, có gì đó rồi ông ra đây ông vòng đi rồi tí xíu nữa tôi vô tôi ngồi nói chuyện xíu nha. Được á, để tôi ăn đi. Con nguyên một dẻ tá cây luôn. Ôi ôi, đang đói bụng rồi. Vừa nhào vô ăn liền thôi. Chứ đợi chờ gì nữa. Ôi, cái trái cam này chắc ngon lắm ta ơi. Nó đỏ mà nó vàng, nó mọng nước nữa.
đang đổi mà có trái cây nữa ăn á, ồ nó đã gì đâu á. Ngon quá, ngon quá, đã thiệt.
Xin chào. Đồ ăn ngon quá à. Đúng không? Ngon. Đói bụng mà gặp trái cây vậy hả? Trái nào cũng ngon hết á. Ăn sướng luôn hả? Rồi tính ra là bao nhiêu lâu rồi không có được ăn? Cả tháng rồi. Ừ. Rồi giống tên gì? Tên là Bảo. Bảo hả? Rồi mất lúc nhiêu tuổi? Mất lúc 35 tuổi. Ừ. Rồi mất cách đây lâu chưa? Cách đây 8 năm rồi. Ừ. Rồi quê hồi đó là hồi trước khi mất đó là ở đâu? Quê ở Cần Thơ. Quê ở Cần Thơ mà lang bạc lên tới Đồng Tháp đây hả? Đúng vậy. Rồi sao mà không đi siêu thoát đi, rồi đi dắt dưỡng lang thang khắp nơi gì chi cho cực khổ vậy? Đi gì được mà đi. Sao không được? Hận thù nhiều quá hay gì, hay là gây ra tội nghiệp nhiều quá đi không được? Gây tội nhiều quá rồi đi không được chứ gì. Gây tội gì à? Tội gì mà khiến cho phải dắt dưỡng để trả nghiệp chứ vậy? Lấy vợ hàng xóm. Cái gì? Rồi bị chồng nó phát hiện, chồng nó giết luôn. Chơi gì kỳ cha, chơi gì chơi ngu vậy hả? Sao đi lấy vợ người ta anh chị? Mày không biết gì hết trơn. Vợ hàng xóm là ngon nhất đó mà. Ừ. Bởi vì cứ suy nghĩ gì không, bởi vì là chết là phải rồi. Rồi sự tình sao ông kể đầu đuôi câu chuyện coi. Rồi ông lấy bao nhiêu người? Mày sao đưa lận. Rồi mà mấy đứa đó cũng sồn sồn rồi, cũng ba mấy tuổi hết rồi. Sao không lấy được hay vậy? Vậy sáu bà đó bà cũng chịu không lấy luôn hay vậy? À, mày biết sao không? Sao? Là cái con nhỏ đầu á là thằng chồng đi làm ăn xa. Ừ. Con vợ ở nhà đó. Ừ. Ở nhà với hai đứa con nhỏ nữa. Rồi á đâu có ai đâu mà nói chuyện rồi an ủi chăm sóc luôn này kia gì đó. Ừ. Cái tao mới mò tới tao làm quen. Ừ. Rồi cái tao mua bánh trái đồ này kia đồ lại cho mấy đứa nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cái tao có cái tiệc chiều là tao mua thuốc ngủ á, rồi tao bỏ vô cái ly nước tao quậy lên, rồi tao mới đưa cho con nhỏ đó nó uống. Ờ. Rồi nhờ vậy đó rồi tao mới đi đến được với nó đó, chứ gặp chồng nó đi làm xa nữa mà có khi 6-7 tháng, có khi cả năm mới về mà. Bởi vì vậy mới có cơ hội mới lụm được chứ. Vậy là ông chơi chiêu là ông bỏ thuốc ngủ cho người ta rồi ngủ say rồi ông mới thực hiện cái hành vi đồ bại đó. Thì đúng rồi. Chơi gì chơi bẩn chứ trời. Vậy mày hốt được chứ, như nó tỉnh rồi nó không chịu rồi sao mà lụm được nó. Rồi sáu bà là bà nào cũng bị ông chơi chiêu vậy hết? Đúng rồi. Thì sáu bà đó ở cùng quê luôn hả, là ở khác quê? Kiểu như ở chung một huyện vậy đó, nhưng mà ở xã khác vậy đó. Ừ. Rồi mấy bà đó sau khi mà bị ông ấy vậy rồi, mấy bà đó có biết là ông làm không? Có chứ, mà họ đâu có dám nói với chồng của họ đâu. Ừ. Nếu mà nói ra thì chồng quánh rồi chồng đuổi đi nữa, rồi cho nên là im luôn. Kiểu như cái chuyện nhút đó là mấy bà đó cũng giấu biết kính. Cũng giấu kín hết luôn, không ai dám mà khai ra hết.
cũng vậy. Rồi cứ để như vậy là để cho ông thực hiện cái hành vi đó tới là 6 bà luôn. Đúng rồi đó. Rồi sao mà bị nếu bà không nói sao mà mấy bà nó không nói sao mà chồng của bà phát hiện được mà ông bị đâm? Là con nhỏ đó, nhỏ thứ sau đó đó. Ừ. Rồi mà con nhỏ đó làm như nó nó sao? Mới đầu thì nó không có chịu. Ừ. Rồi á. Ta mới dùng cái thuốc ngủ đó đó, mới cho nó uống. Ừ. Uống xong rồi cái mới quan hệ với nó. Rồi tao lựa thời cơ hết trơn à, tính toán trong đầu hết trơn à, để mới lụm được chứ. Ừ. Phải suy nghĩ nát óc luôn, phải nghĩ sao mà lụm được kìa. Ừ. Đầu tư bài bản lắm. Ừ. Bởi vậy vậy mới lụm được chứ. Rồi á, gặp mà quen cái mùi đó rồi đó. Ừ. Đâu có bỏ được đâu. Rồi tới mấy tới mò tới nữa. Ừ. Mò tới lụm ghiếc rồi cái đâm ra ghiền. Ừ. Rồi cái bữa đó xui làm sao á, làm như cái số của tao nó tới hay gì á. Ừ. Nó đang lụm con nhỏ thứ sau đó đó, rồi chồng nó về phát hiện rồi á, chồng nó đóng cửa lại, đâu tao đâu có chạy được đâu. Ừ. Rồi nó hả, chạy lên nó cầm cái con dao bự lắm. Ừ. Nó tính chém tao rồi nhưng mà nó giật lại, nó kêu tao quỳ xuống, mày ngon rồi, tao cái lúc mà tao không có nhà mày dám qua đây mày gù quến vợ tao để mày lấy vợ tao, bữa nay hả tao chặt cho mày thành thịt bầm luôn. Ừ. Rồi nó mới hỏi đầu đuôi gốc ngọn con vợ nữa đó, rồi con vợ nó mới khai ra y vậy đó. Ừ. Rồi lúc đó tao đâu có chối cãi gì được nữa đâu, nó chửi mắng tao, nó phỉ báng tao thì tao cũng im gu luôn vậy đó. Ừ. Rồi cái một hồi nó tức quá làm sao á, nó cầm dao lên á, nó chém vô mình mấy tao á, bấy nhầy luôn. Ừ. Rồi cái tôi chết luôn. Chơi vậy mà bởi vì sao mà tao không tức, không chém không được. Bởi vậy mới nói phải chi hồi đó tao đừng có dâm dục, đừng có tà dâm thì giờ đâu có trở thành vong linh vất vưởng lang thang đối khổ đối khác như vậy. Ừ. À... đó tôi suy nghĩ chín chắn hơn là tao lập gia đình rồi á, hai vợ chồng tần tảo làm ăn nữa là đâu có chuyện gì xảy ra. Ừ. Tại tao đam mê sắc dục quá cho nên là mới xảy ra cớ sự như vậy. Thì từ cái lúc mà mất xuống rồi là mới biết những cái việc làm mình là nó sai quấy. Rồi từ cái lúc mà mình bắt đầu là mình bị vất vưởng lang thang đói khát lạnh lẽo khắp nơi, mình mới biết việc làm của mình là nó là việc làm sai. Chứ sao nữa. Ừ. Còn gì không sai, quá sai luôn chứ gì nữa. Ừ. Rồi từ lúc đó là mình mới nhận ra được là trong cái cơ thể của mình, trong cái con người của mình nó mang nhiều sắc dục, mang nhiều cái dục vọng quá đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nói chung bây giờ cái vấn đề của ông, giờ tôi cũng không biết cái đường nào tôi nói với ông nữa. Tại vì ông quá say rồi, ông không có cái gì mà để mà một chút xíu nào trong đó nó đúng hết. Giờ tôi không biết nói cái gì luôn. Thì bởi vậy giờ tao mới bị là vất vưởng lang thang gì nè. Ừ. Rồi bây giờ là có khi nào mà ông nghĩ đến cái việc là mình chuộc lại những cái lỗi lầm ngày xưa của mình không? Nhiều lần nghĩ lắm chứ, nhưng mà giờ thành vong linh vậy rồi làm sao mà chuộc lỗi lại lỗi lầm được chứ? Được chứ. Được mà được bằng cách nào? Thì bây giờ mình phải đi về chùa, mình học Phật, học Pháp. Đó, để mà mình là mình hành thiện tích đức. Đó. Chứ bây giờ là mình đã cái những việc đó đã xảy ra hết rồi thì bây giờ mình đâu có quay về quá khứ mà mình sửa sai được, bây giờ mình phải sửa sai cho cái tương lai. Bây giờ là ở trên cái kiếp trước do mình vô minh, mình không là
mình không có học về nhân quả, không có học về cách đối nhân xử thế đó, cho nên là mình muốn làm thì mình làm, rồi là mình không có cái học cái cách nào để mà mình kiềm hãm được cái dục vọng trong con người của mình, cái tà dâm trong con người của mình đó. Khi mà tà dâm của mình nó quá cao đi rồi mình cứ là cái gì cũng nghĩ tới cái tà dâm hết đó, như là ông là cứ ham mê sắc dục, ham mê tà dâm đó, rồi nghĩ là đọc bài mưu tính kế để mà chiếm đoạt là 6 người phụ nữ đó. Nhưng mà đâu có biết chùa ở đâu mà đi. Bây giờ quan trọng là trong tâm thức của ông là ông có muốn là được là học hành, được tu hành hay là được học những cái luật nhân quả, học là cách đối nhân xử thế hay không thôi, chứ còn về việc về chùa là bây giờ tôi có thể giúp cho ông cái khoản đó được. Muốn lắm chứ, nhưng mà giờ không muốn biết là bắt đầu từ đâu nữa nè. Thì bây giờ cái việc tu hành thì tôi không có đủ đạo hạnh để mà dạy cho ông. Sẽ có các sư, các thầy hàng ngày sẽ dạy cho ông, đưa đường dẫn lối cho ông, rồi hướng dẫn cho ông cái cách tu hành đó, rồi giảng đạo đó, thuyết pháp cho ông nghe đó, dần dần ông sẽ hiểu. Còn bây giờ là cái vấn đề là ngày hôm nay nếu mà ông đi thì tôi sẽ làm phép giúp cho ông, để cho về ông về tập trung ngay cái ngôi chùa mà tôi đưa cho ông về đó, để mà ông tu. Hả? À, có thiệt vậy không? Sao không thiệt chứ bây giờ? Nếu mà được vậy thì làm ơn giúp đỡ cho tao đi, để tao về đó tao tu, để mà tao ăn năn hối lỗi lại những cái quãng thời gian mà tao còn sống, tao đã gây nghiệp báo vậy đó. Vậy bây giờ chắc chắn là ông muốn đi về chùa để mà ông tu hành, để mà ấy phải không? Đúng vậy, giờ muốn lắm rồi, muốn đi lắm rồi. Muốn đi thì bây giờ có thể chắp tay lên đi rồi niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, để tôi giúp cho đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại là một cái câu chuyện về tà dâm nữa cả nhà, dục vọng. Ngày hôm nay á cả nhà, như cả nhà mình thấy rồi, đang trên đường mà Lê Trung đi giúp vong về thì lại bất ngờ là bị cái vong lên này chặn đường để mà xin ăn. Thì như cả nhà mình thấy hiện tại thì Lê Trung cũng đâu còn gì nữa đâu, chỉ còn được mớ trái cây thôi. Đó rồi á là ngồi nói chuyện, trò chuyện, rồi giao tiếp một hồi thì lại phát hiện ra là cái vong này là hồi lúc còn sống là cũng là tội nghiệp chất chồng cả nhà. Nghĩ sao mà vì cái ham muốn dục vọng của mình lại đi là bỏ thuốc ngủ cho 6 người phụ nữ đó, rồi trong khi đó là người ta có chồng có con rồi đó, lại là đi bỏ thuốc ngủ cho người ta để mà thực hiện cái hành vi đồi bại đó. Biết rồi, nói chung là lòng người Lê Trung không hiểu là nó như thế nào luôn. Đủ thứ cái sự việc ở trên đời nó đều có thể xảy ra hết, không có cái gì mà nó không thể xảy ra hết cả nhà. Rồi thì cái cũng rất là may luôn là đang trên đường về nhưng mà lại tiếp tục giúp được một vong linh đó, coi như là cũng hoan hỷ thôi chứ biết sao giờ. Thì nói chung là tuy rằng là ngày hôm nay ở trên cái vong linh này thì Lê Trung không có giúp được nhiều, chỉ giúp được một phần trái cây thôi, nhưng mà cảm thấy thì cái vong linh nó cũng khá là vui vẻ, thì cũng được ăn cũng khá là no, nó cũng khá là ấm lòng. Thì thôi cũng mong sao là khi cái vong này về chùa nó cố gắng mình tu tâm dưỡng tánh của mình đi, tu hiền tu lành đi, nó sớm mà buông bỏ hết tất cả những thân si dục vọng tà dâm của mình, nó để kiếp sau mình đi đầu thai để mà có cuộc sống nó an lạc hơn. Vậy rồi Lê Trung xin khép video lại nha cả nhà. Lê Trung xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.